bạn không nhìn cái đáp án trong ô này ha. Nếu cô yêu cầu bạn đọc cái tên của hợp chất này thì chúng ta sẽ bắt đầu với chữ fla. Cô hỏi có chữ on hay không? On là nối đôi ceton, chỗ này sẽ là nối đôi ceton. Đây không có nối đôi ceton cho nên không có chữ on. On có không? On có. Tiếp tục an, chỗ này mất nối đôi ancan cho nên có an. Về hợp chất này sẽ là flavan, nhưng mà có hai nhóm OH flavanol đúng không? Nhưng mà có hai nhóm OH thì cô có thể ám chỉ vị trí hai nhóm OH bằng số 3 và số 4. Cô có flavan 3,4-dion. Flavan 3,4-dion còn được gọi là LAC hay là leucoanthocyanidin. Hoặc là bên này thì chỉ có một nhóm OH ở vị trí số 3, cô có flavan 3-on còn gọi là catechin. Rồi, đó là cô tổng quát để nói về một lần 10 nhóm. Giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng nhóm ha. Nhóm đầu tiên là flavon và flavonol. Thì bạn biết là flavon có nối đôi ceton đúng không? Thêm nhóm OH ở vị trí số 3, cô có nhóm flavonol. Và đây là các công thức của các hợp chất flavon, có dấu sao là flavon. Dĩ nhiên bạn học được sẽ khá là tốt ha. Ta có abiginin thì sẽ có thêm 3 nhóm OH ở vị trí số, ví dụ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ha. Ta có vị trí 5, 7, vòng bên này đánh số phẩy. Đây, cái đỉnh vòng bạn sẽ đánh là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và vòng B đánh số phẩy 1, 2, 3, 4, 5, 6, phẩy. Vậy thì nhóm OH của mình ở đây sẽ là 5, 7 và 4 phẩy abiginin. Luteolin thì sẽ là 5, 7. Và hai nhóm OH này là mấy phẩy ta? Cái tổng hợp đó là cô làm thêm để cô dạy thôi, thường cô cũng không có đưa lên nữa. Bạn đánh 4 phẩy 5 phẩy là đúng rồi đó, chúng ta không có đánh 1 2 3 ổ không đúng luôn, cái này không đúng đi cái khác không? Bạn không có đánh 1 2 3 4 5 nha. Chúng ta biết là cái vòng này nó đối xứng, chúng ta đánh số 1 chỗ nào cũng được, nhưng nếu có thêm nhóm OH thì bạn sẽ phải đánh sao cho nhóm OH ở vị trí có cái số của nó là nhỏ nhất. Cho nên số này sẽ là 1, 2, 3, 4, 3 phẩy và 4 phẩy, không phải là 4 phẩy, 5 phẩy nha. Tương tự, G-cetin, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, OH ở vị trí số 5, số 7, và chỗ này thì đối xứng đánh cái nào cũng được ha. Chúng ta có 3 phẩy, 4 phẩy và 5 phẩy, đúng không? Nhóm flavonol, cô có kemphiron, quercetin và miricetin. Kemphiron cô có OH ở vị trí số 3, 5, 7 và 4 phẩy. Quercetin cô có nhóm OH ở 3, 5, 7, 3 phẩy, 4 phẩy ha. Miricetin cô có 3, 5, 7, 3 phẩy, 4 phẩy và 5 phẩy ha. Trong đó quan trọng nhất đó chính là nhóm quercetin có nhóm OH ở vị trí 3, 5, 7,
3 phẩy và 4 phẩy. Từ quercetin, nếu ở vị trí số 3 cô gắn thêm đường rutinose thì cô có đây là rutin, là hoạt chất ở trong hoa hòe. Nếu quercetin ở vị trí số 3 gắn thêm đường rano, cô có quercitin. Nếu vị trí số 3 gắn thêm đường gluco, cô có isoquercetin. Quercetin và isoquercetin có trong ở zip cá. Rutin có trong hoa hòe. Ví dụ như cô có thể hỏi là rutin là gì? Thì câu trả lời sẽ là rutin bằng quercetin cộng với 3O rutino. Bạn thấy trong cái slide, những cái slide đầu tiên mà cô cho bạn chụp á, thì trong đó cô có ghi lại là các hợp chất cơ bản mà mình sẽ học. Mình sẽ học đúng không? Ví dụ đây, thì bạn thấy cô có ghi này. Ví dụ cô ghi là rutin sẽ là quercetin 3O rutino. Đây có thể là một câu trắc nghiệm đó, tức là những cái mà cô cho bạn học nó có thể là một câu trắc nghiệm đó. Tương tự quercetin, ví dụ này. Nhóm tiếp theo đó là flavanol. Flavanol cộng thêm 3 nhóm OH ở vị trí số 3, cô có flavanol. Flavanol ha. Đây là một chất không màu. Lát nữa mình sẽ nói tới màu sắc. Vì sao đây là hợp chất không màu? Đúng rồi, bạn sẽ nhận thấy qua hợp chất này nó mất nối đôi. Khi nào hợp chất có màu? Khi hợp chất này có nối đôi liên hợp thì có màu. Nhưng hợp chất này mất đi nối đôi ở đây. Bạn thấy flavanol mất đi nối đôi ở đây. Cho nên hợp chất này bị mất màu. Ha. Vậy là nếu câu hỏi là hợp chất nào dưới đây không có màu thì bạn rất đơn giản để bạn trả lời. Đó là bạn sẽ thấy trong cái công thức của nó có chữ AN. AN có nghĩa là chỗ này mất nối đôi, mất hệ thống nối đôi liên hợp, chứng tỏ hợp chất này sẽ không có màu. Ha. Và có một cái đặc biệt đó là flavanol sẽ mở vòng trong môi trường kiềm và tạo thành chancol. Ngược lại, chancol trong môi trường axit sẽ đóng vòng và tạo thành flavanol. Bạn không cần học qua hai tên hai hợp chất dưới này mà bạn chỉ nhớ dùng câu là flavanol cộng thêm kiềm sẽ mở vòng, còn đang mở vòng là chancol trong môi trường axit sẽ đóng vòng. Trong flavanol cô có liquiritin là một flavonoid có trong cam thảo. Nó là đường nó là liquiritizenin và vị trí số 7 sẽ gắn thêm đường gluco. Còn nếu từ naringenin, bạn thấy naringenin sẽ có nhóm OH ở vị trí số 5, 7 và 4 phẩy. Khi nhóm OH ở vị trí số 7 có neohexpolidol thì gọi là naringin. Hexpolidin và hexpolidin. Hexpolidin, hexpolidin cộng thêm vị trí số 7 gắn đường rutino, cô có hexpolidin. Rồi flavanol. Flavanol. Cô có amol aroma dendrin. Cô có silibin. Silimarin có ở trong khúc gai. Đây là thuộc nhóm flavanol. Và đây là bạn thấy trên thị trường chúng ta có chế phẩm rutin.
Chúng ta có diosmin hesperidin nằm trong đát lông của sẹt dê thì quá là nổi tiếng rồi ha. Rutin hoặc là đát lông có tác dụng là trị hoặc là trị suy giãn tĩnh mạch. Lát mình sẽ phân tích sâu về cái quy trình, về cái cơ chế này ha. Nhóm tiếp theo là flavanbaon catechin. Flavanbaon, đây là một chất không màu nha bạn. Đây là một chất không màu, bởi vì bạn thấy đúng rồi, có chữ AN, nó mất đi nối đôi liên hợp cho nên nó không có màu. Nhắc tới flavanbaon hay là catechin, cô nhắc tới hợp chất EGCG có trong trà xanh, không phải trà xanh không độ nha bạn, có trong trà xanh. Đây là một chất có tác dụng chống oxy hóa rất là mạnh. Rồi, hôm nay chúng ta học bài flavonoid. Flavonoid là một chất là lành tính, chúng ta có thể sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày với mục đích là giúp cho sức khỏe chúng ta tốt hơn, giúp cho chúng ta có khả năng chống oxy hóa. Chống oxy hóa có nghĩa là chống lão hóa, có nghĩa là chống bệnh tật, đúng không? Đúng rồi. Trong cái giai đoạn ví dụ chúng ta đang nghỉ dịch vậy nè, chúng ta có thể vẫn như vẫn học hành, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để chúng ta tự chăm sóc sức khỏe bản thân mình. Và chúng ta sẽ điều chỉnh lại việc ăn uống nè, chúng ta sẽ biết bổ sung thêm những cái tốt cho sức khỏe. Ví dụ như đúng rồi, có thể uống trà, nhưng mà không phải trà sữa nha. Trà sữa là không có đó rồi đó. Đường chính là một chất oxy hóa gây độc cho cơ thể, gây hại cho cơ thể. Mà bạn uống trà sữa nữa thì bằng thừa đó. Uống trà đúng rồi, lá trà xanh đó uống. Nhưng mà lá trà thì nó còn có tannin cho nên nó chát, dễ đau dạ dày. Nếu bạn nào đau dạ dày quá không uống được thì thôi. Còn nếu ai mà gia đình ba mẹ có thói quen uống trà thì mình cũng có thể tập thói quen đó, sẽ khá là tốt cho sức khỏe, bởi vì nó có EGCG, nó có catechin, đúng rồi, nó có tác dụng chống oxy hóa. Chống oxy hóa là chống lão hóa, là chống bệnh tật, là chống già ha. Bây giờ thì ví dụ mấy bạn chắc chừng khoảng ví dụ 20 tuổi đi thì mình chưa có quan tâm lắm tới việc chống lão hóa, nhưng chỉ cần 5 năm nữa thôi thì bạn sẽ thấy việc đó nó vô cùng quan trọng. Và thêm 5 năm nữa thôi, ví dụ năm mình 30 tuổi chẳng hạn, mình sẽ thấy việc đó nó vô cùng quan trọng ha. Hôm nay chúng ta sẽ học tới các nhóm mà có khả năng chống oxy hóa rồi đó. Trong đó nổi bật nhất đó là thứ nhất là catechin. Lát chúng ta sẽ nói thêm một nhóm nữa rất là nổi bật. Đây, đó chính là anthocyanidin. Nãy giờ mình nói anthocyanidin quá chừng luôn ha. Anthocyanidin là hợp chất có vòng ở pyrrolidium, có khả năng thay đổi màu theo pH môi trường. Đúng rồi, có khả năng thay đổi màu theo pH môi trường. Và nó có khả năng chống oxy hóa. Đúng rồi. Ví dụ bạn có nghe thấy uống nước đậu đen chống lão hóa chưa? Ừ, đúng rồi. Ăn nhiều đậu đen là tốt, đúng không? Nhưng mà nếu mà ăn chè đậu đen mà nấu quá nhiều đường thì nó lại không tốt nữa. Chúng ta đã có rất nhiều nghệ sĩ, nếu cô đọc là nghệ sĩ nào ta? Như Ngô Thanh Vân đấy, Thanh Hằng gì nhỉ, hay Thanh Hằng gì đó, là thói quen là uống nước đậu đen mỗi ngày. Đúng rồi, đậu đen, cái lớp vỏ ngoài của đậu đen ấy, chính là anthocyanidin. Mà anthocyanidin bạn biết là nó có vòng pyrrolidium là vòng ô cầu, nó phân cực, nó tan trong nước. Nãy cô mới dạy nó tan trong nước xong đúng không? Thế thì đúng rồi, bạn chỉ cần cho nước nóng vô, cho hạt đậu đen vô nấu sôi lên, hoặc là nếu bạn không có điều kiện nấu sôi á, bạn đi học á, thì bạn chỉ cần cho nó vô cái bình giữ nhiệt của mình á, để giữ cho nó hãm, nó nóng như vậy từ khoảng 1 tới 2 tiếng đồng hồ là bạn sẽ có cái nước nó màu tím tím. Đó chính là anthocyanidin, và mình uống nước đó sẽ rất là tốt cho việc chống lão hóa, chống oxy hóa. Nhưng mà đúng là nó hơi khó uống và nó hơi chát, nên bạn nào đau dạ dày cũng phải lưu ý khi sử dụng. Đây này, trong giai đoạn này nè, giai đoạn dịch nè, là thời gian để chúng ta chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, phải không? Mình có thể tập thói quen sử dụng đậu đen xanh lòng á ha. Ví dụ như là
nấu ăn cũng được nhưng mà nhớ cho ít đường thôi, cho nhiều đường thì mập. Rồi còn gì nữa, đường còn là tác nhân gây tác nhân oxy hóa, gây lão hóa nữa. Cũng không em có nhiều đường, hoặc là pha nước đậu đen uống cực kỳ dễ, nhưng nước đậu đen thì nó khó uống hơn là việc ăn chè đậu đen thôi. Nhưng ăn chè đậu đen thì không ăn quá nhiều ngọt nha. Và bên cạnh đó chúng ta có một hợp chất gọi là hay gọi là lắc, hay là leucoanthocyanidin, hay là flavan-3,4-dion. Bạn nhìn flavan-3,4-dion, 3,4 có nhóm OH là 3,4-dion. Ở trong môi trường axit và nhiệt độ thì lắc hay là flavan-3,4-dion có thể chuyển thành anthocyanidin. Anthocyanidin có khả năng thay đổi màu theo pH môi trường, còn lắc thì lại không màu. Lắc thì lại không màu. Hai thôi, lắc là không màu nè, không, bởi vì đúng rồi, thứ nhất nó có chữ AN trong tên, lắc là tên gọi khác của nó thôi ha. Nó có chữ AN tức là nó đúng rồi, không có nối đôi, không còn nối đôi ở chỗ vị trí số 2, số 3 nữa. Chính vì vậy nó không có màu nha. Đây là cơ chế của sự thay đổi màu theo pH môi trường. Đó là do sự dịch chuyển điện tử ở trong cấu trúc của anthocyanidin. Đó là điểm đặc biệt của vòng pyrrolidine. Nhưng bạn không cần học cơ chế gì thôi đâu ha. Bạn chỉ cần nhớ dùng cô là anthocyanidin nó có vòng pyrrolidine, nó có khả năng tan trong nước, nó có khả năng thay đổi màu theo pH môi trường, và nó có tính kiềm mạnh nhất. Khả năng tan trong nước, đúng rồi, nhớ tới việc cô chỉ bạn là nấu đậu đen cho nước là nó ra màu đen rồi ha. Rồi đậu đen thứ hai là nó có tính kiềm mạnh, và thứ ba nó thay đổi màu theo pH môi trường, đó là bạn nhớ tới hoa cẩm tú cầu ha. Đây, anthocyanidin là một chất có tác dụng chống oxy hóa đấy. Đi. Đi.
luôn. Anthocyanin là hợp chất có khả năng chống oxy hóa rất là mạnh. Đại diện đó là những cái có thể là trái cây nè, những cái loại mà rau củ quả mà bạn sẽ thấy nó có màu tím tím á, là nó đại diện cho nhóm anthocyanin, không phải tất cả nha. Không phải là chỉ có màu tím mới là anthocyanin, mà là cái màu sắc đặc trưng của anthocyanin đó là màu tím. Nên nhìn vô nó màu tím thì phần trăm mà nó có anthocyanin nó cực kỳ cao. Còn nó không có màu tím không đồng nghĩa với việc nó không có anthocyanin nha bạn ha. Ví dụ là chúng ta có nho đen, nó tím đen luôn ha. Ta có đậu đen, chúng ta có gạo nếp than. Ví dụ như vậy, nó có hợp chất anthocyanin. Nhưng mà ví dụ như bạn thấy dầu nó cũng có anthocyanin nha. Tuy nhiên là nó không có màu tím thì hàm lượng nó sẽ thấp hơn. Rồi, auron. Auron là AU có nghĩa là vàng. Hợp chất này nó có màu sáng như là miếng vàng miếng của mình đó. Nhưng mà người ta nói thực ra màu vàng sáng như màu của nữ thần rạng đông gì cũng đúng không ạ? Thì thôi ha, mình thấy cái đó nó thật là trừu tượng. Cô lúc nào cũng ví dụ nó như là màu vàng sáng giống như là miếng vàng SCC của mình á, là bạn hiểu luôn ha. Rồi chancôn. Chancôn là mở vòng. Dihidrochancôn là mất nơi đồn. Chúng ta lại nói lực lại lần nữa. Chancôn là mở vòng, cộng với axit sẽ đóng vòng tạo thành flavanol. Đóng vòng ở trong môi trường kiềm thì sẽ mở vòng tạo thành chancôn.
Bạn nhìn cho cô cái ảnh vòng của những cái flavonoid mà đóng vòng, còn bên đây là cái ảnh vòng khi mà nó mở vòng, tức là hợp tích tranh cô đó bạn ha. Bạn nhìn cho cô và nhớ là khi đánh thì hiện tại bạn thấy cái vòng B này á, nó đang là cái vòng khi mở vòng thì vòng B này chuyển thành vòng chính. Và bạn nhớ là vòng B này nó đang đối xứng, cho nên bạn thấy cô đánh số phía trên xuống, hay là thậm chí phía dưới lên thì cũng vậy nha, phía trên xuống, phía trên xuống hay là phía dưới lên thì cũng vậy nha, bởi vì nó đối xứng ha. Nhưng mà khi mà nó có nhóm thế vô thì bạn nhớ là phải chọn sang cho nhóm thế cao vị có số nhỏ nhất nha, ví dụ như là số 1 nha, được không? Ví dụ đây là số 1, đây là số 2 ha, chứ không phải bạn cứ mặc định nhìn như trên này đây là số 6 là không có phải. Mình nói về mức độ oxy hóa. Bạn nhìn hình này, đây là các hợp chất flavonoid. Thì bạn hãy nhìn dấu mũi tên viết khử, đây là tính khử tăng dần hay giảm dần ta, 2 4 6 7, vậy là mũi tên như vậy, tức là tăng dần hay giảm dần. Đúng rồi, giảm dần. Tốt nhất là mình cứ ghi chữ giảm dần nữa đi. Đến lúc cô nhìn cô cũng không biết là nó tăng dần hay ý, người ta nói giảm dần hay tăng dần nữa ha. Thật là kỳ cục ha. Thêm đại chữ tăng và giảm luôn đi cho nó xong nha. Rồi, bạn sẽ ghi đây là tính khử giảm dần. Thì bây giờ làm sao để nhớ chuỗi này? Chuỗi này thường hay hỏi nhưng cách để nhớ. Bạn nhìn nha, flavanol, cái này chính là cái gì ta? Flavanol là gì ta? Đâu flavanol là
Đây, lắc là flavan 3-4 dion. Còn flavan 3-on là catechin. Nhắc tới catechin, chúng ta nhắc tới EGCG. Phải không? Nhắc tới catechin, ta nhắc tới EGCG. Flavan 3-4 dion là lắc, là leucoanthocyanin. Leucoanthocyanin tức là giống như anthocyanin nhưng mà không màu. Rồi anthocyanidin. Vậy đây là ba hợp chất có tính thử mạnh nhất. Nhưng mà nãy giờ cô đang nói gì ba hợp chất nào ta? Leucoanthocyanin là giống như anthocyanin nhưng mà không màu. Leuco có nghĩa là không màu. Lắc là leucoanthocyanidin. Leuco là không màu. Tức là nó giống như anthocyanin nhưng mà không màu, cô gọi là LAC. Thì thôi, coi nó như là anthocyanin đi ha, mình không có thể nào nhớ quá nhỏ nhặt, mình sẽ gom lại mình nhớ. Vậy thì cô nói tới catechin và anthocyanidin, EGCG và anthocyanin. Đây là hai hợp chất có tính oxy, có tính chống oxy hóa. Chống oxy hóa có nghĩa là chống lão hóa, có nghĩa là chống bệnh tật. Ô, bạn biết vitamin C không ta? Giai đoạn này vitamin C rất là quan trọng, nó là gần như là hút hàng luôn á. Bởi vì vitamin C có khả năng chống oxy hóa, nâng cao sức đề kháng. Ví dụ mình không nói tới khả năng nâng cao sức đề kháng đi, mình nói tới khả năng chống oxy hóa. Cho nên mấy bạn đó, nếu có điều kiện thì sau này mình có thể bổ sung thêm những cái chế phẩm mình gọi là multivitamin, hoặc là mỗi ngày mình nên bổ sung một lượng vitamin C nho nhỏ thôi nha. Nếu bạn dùng hàng ngày thì phải dùng cái hàm lượng cần thiết hàng ngày, hoặc là lâu lâu bạn sẽ bổ sung cho cơ thể mình một vài ngày chúng ta uống một vài viên sủi vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng và giúp chống oxy hóa nữa. Bạn nào mà đã quan tâm tới dưỡng da chẳng hạn thì bạn cũng nghe thấy chúng ta sẽ dưỡng da bằng vitamin C đúng không? Bởi vì nó có khả năng chống oxy hóa. Và cội nguồn là bởi vì bản chất vitamin C là một chất có khả năng, là một tính chất có tính khử rất mạnh. Chính vì nó có tính khử rất mạnh cho nên nó sẽ phản ứng với chất oxy hóa và nó trung hòa cái chất oxy hóa đó. À, chính vì vậy nó sẽ bảo vệ cơ thể mình khỏi các gốc tự do hay các chất oxy hóa gây lão hóa và gây bệnh tật. Vậy là những hợp chất có tính chống oxy hóa càng mạnh đồng nghĩa với tính khử càng mạnh. Tính khử càng mạnh đồng nghĩa với tính oxy hóa càng yếu. Bạn có hiểu cái chuỗi này không? Chuỗi này ha, nhắc lại. Ví dụ như vitamin C là một chất có khả năng chống oxy hóa rất mạnh bởi vì nó là một chất khử mạnh. Chất khử mạnh sẽ phản ứng với chất oxy hóa, trung hòa chất oxy hóa đó. À. Không, trung hòa chất oxy hóa đó. Nên nếu được hỏi hợp chất nào dưới đây có tính khử mạnh nhất, bạn không thể nào thuộc hết cái dãy này, thì trong đầu hãy nhớ dùng cô hai chất là đủ để làm bài, để làm những câu hỏi về chất khử và chất oxy hóa rồi. Đó là catechin, đó là EGCG, đó là anthocyanidin, đó là leucoanthocyanidin, là những chất có khả năng chống oxy hóa rất mạnh. Nên nếu hỏi hợp chất nào dưới đây có tính khử mạnh nhất, đúng rồi, tính khử mạnh nhất thì nó giống như vitamin C vậy đó, nó chống oxy hóa mạnh nhất thì làm gì còn cái nào ngoài EGCG hoặc là anthocyanidin nữa ha? Hợp chất nào dưới đây có tính oxy hóa yếu nhất? Oxy hóa yếu nhất đồng nghĩa với tính khử mạnh nhất, đồng nghĩa với ấm ngoại, đồng nghĩa với khả năng chống oxy hóa mạnh nhất, cho nên nó vẫn là catechin, nó vẫn là EGCG. Bạn học một mình sẽ suy luận ra được 10 ha. Và dĩ nhiên ngược lại, những chất có càng nhiều oxy trong công thức thì nó có tính oxy hóa, tức là thực sự nói về khả năng chống oxy hóa thì nó không tốt ha.
Rồi chúng ta sang nhóm isoflavonoid. Iso tức là vòng B sẽ gắn vào vị trí số 3 của vòng gamma viron nha. Nhóm này gần đây chúng ta quan tâm các bạn, bởi vì bạn nhìn những cái hình ở bên, bạn nhìn những cái chữ màu xanh nè, đây là các isoflavonoid. Bạn nhìn sang bên màu đỏ là các estrogen, tổng hợp các estrogen trong cơ thể. Được không? Thì bạn sẽ thấy nó giống như nhau. Vô trong cơ thể mình sẽ hiểu được đây là các isoflavonoid, này là các estrogen, nên nó sẽ phản ứng giống như các estrogen. Được không? Và chính vì cơ thể mình hiểu nó giống như các estrogen, nên chúng ta sử dụng nó với tác dụng tương tự estrogen, đó là phytoestrogen. Phyto có nghĩa là thực vật, tức là các estrogen thực vật ha. Estrogen thực vật ví dụ như có trong đậu nành này. Ví dụ như là bạn nữ mỗi ngày một cốc đậu nành sẽ rất là tốt cho sức khỏe ha. Nhưng mà những bạn mà có tiền sử gia đình bị các bệnh liên quan tới hormone thì không có được, ví dụ như bị tiền sử gia đình bị ung thư vú chẳng hạn, thì không có được uống đậu nành. Hoặc là mình có chế phẩm bảo xuân từ mầm đậu nành đó, trong đó nó có chứa các phytoestrogen, nó sẽ bổ sung estrogen cho phụ nữ tiền mãn kinh, làm giảm bớt cái triệu chứng tiền mãn kinh của họ ha. Đó là tác dụng ngày nay chúng ta quan tâm của estrogen của isoflavonoid, đó là tác dụng tương tự estrogen. Chúng ta có nhóm neoflavonoid, đó là vòng này sẽ gắn vào vị trí thứ tư ha. Vị trí thứ tư đây là điển hình brazilein hoặc là inofiloid. Bên cạnh đó cô còn có các biflavonoid. Biflavonoid tức là hai flavonoid gắn vào nhau. Cô có điển hình là zingetin. Ở cái biflavonoid này nếu bạn không thể nào học thuộc được công thức thì thôi ha, bạn sẽ nhớ cho cô cái tên là được rồi. Ví dụ như zingetin trong bạch quả, lá bạch quả ha, có tác dụng là, ai cũng biết zingovinoba có tác dụng là tăng tuần hoàn bộ não, đúng không? Tăng tuần hoàn bộ não. Zingetin trong zingovinoba giúp tăng tuần hoàn bộ não. Tăng tuần hoàn bộ não thì sao ta? Đúng rồi, có những bệnh nhân bị đau đầu nè, do stress, do căng thẳng, do làm việc đầu óc quá nhiều, hoặc là những người bị rối loạn tiền đình ha. Như vậy sẽ dẫn tới giảm thiểu cái lượng máu lên não, nên chúng ta sẽ tăng tuần hoàn máu não, sẽ giúp bệnh nhân này hoạt động trí óc được tốt hơn. Buổi tối sẽ giúp bệnh nhân này ngủ ngon hơn. Bạn biết là có những người lớn tuổi thường mình ngủ không có được ngon, hoặc là ngủ hay bị thức giấc là do hiện tượng thiếu máu lên não trong lúc ngủ. Ta có silibin, silimarin có trong cúc gai, chắc cũng nghe rồi ha. Chúng ta có sinarin, sinara trong artiso. Chúng ta có silibin, silimarin ở trong cúc gai, đều có tác dụng trên gan, đặc biệt là hạ men gan. Hạ men gan thì phải đặc biệt nói tới silimarin, có tác dụng hạ men gan ha. Bạn sẽ ghi vô, ví dụ zingetin trong bạch quả tăng tuần hoàn máu não, silibin trong cúc gai ha. Và phân loại này bữa sau mình nói nha. Thôi bữa nay mình học tới đây thôi ha. Giờ bạn sẽ nghỉ giải lao đi, mình cũng phải vội về cả. Quan trọng là lúc chuyện làm bài kiểm tra thì tinh thần rất là tốt ha. Bạn sẽ được làm 2 lần nha. Bạn sẽ có 10 câu và 8 phút.